Tổng Bí thư Trường Chinh là nhà lý luận xuất sắc, nhà văn hóa lớn và là nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam. Nhân dịp này, chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí qua phóng sự sau. Đây là một tiết học về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Trường Chinh tại Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thông qua tiết học này, các sinh viên đã có dịp hiểu rõ hơn về con người và những đóng góp, cống hiến lớn lao của ông đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước trong suốt 60 năm hoạt động cách mạng. Ông là một người đã dành cả cuộc đời mình để chung với Đảng, hiếu với dân, dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nhà. Đấy là một cống hiến vô cùng quan trọng và cũng giúp cho đất nước ta phát triển được như ngày hôm nay. Ngoài ra, chúng ta có thể rõ ràng thấy một điều rõ ràng là Tổng Bí thư Trường Chinh đã có một cái tình cảm rất là sâu đậm như là chân thành đối với đồng bào và nhân dân. Tổng Bí thư Trường Chinh sinh năm 1907 và mất năm 1988, tên thật là Đặng Xuân Khu, quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khoa bảng, giàu truyền thống yêu nước. Ngay từ nhỏ, ông đã sớm bộc lộ tư chất thông minh và nhiệt huyết với dân, với đất nước. Ông đã giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị, đặc biệt là hai lần giữ chức Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong cách mạng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa, đồng chí Trường Chinh cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đưa ra những quyết định quan trọng tạo nên bước ngoặt lịch sử của đất nước. Đặc biệt, đồng chí được nhiều nhà nghiên cứu nhận định là người nắm giữ chìa khóa của công cuộc đổi mới đất nước cách đây hơn 30 năm. Trong cái bối cảnh đất nước ta hết sức khó khăn, thì đồng chí Trường Chinh được giao trách nhiệm là chuẩn bị cho Đại hội 6 của Đảng. Thì đồng chí đã tổ chức đoàn cán bộ và trung ương nghiên cứu cái tình hình kinh tế xã hội đất nước và khởi xướng ra đường lối đổi mới toàn diện, cùng với các đồng chí trong trung ương đưa đất nước ta vào một thời kỳ mới. Và như đồng chí đã viết một cuốn sách và đã phát biểu, tức là đổi mới trở thành xu thế của thời đại và đòi hỏi bức thiết của tình hình trong nước. Trải qua 81 tuổi đời, hơn 60 năm hoạt động cách mạng kiên cường và liên tục, đồng chí Trường Chinh đã nêu một tấm gương sáng và để lại cho chúng ta những bài học quý, đặc biệt là cho thế hệ trẻ ngày nay. Bài học của em học của ông chính là không phải là mình có thể là một con người, một nhân cách mà mình có thể giỏi ở nhiều lĩnh vực, mình phấn đấu. Và em rất là muốn học tập được những cái điều để có thể rèn luyện bản thân mình để trở thành một con người mà có thể đa dạng, có thể tài năng ở nhiều mặt như ông ạ. Là một người trẻ và có tấm gương của bác thì em có quyết tâm là sau này mình sẽ rèn luyện nhiều hơn về đạo đức, về lòng yêu nước để phát huy những cái thành tựu mà ông cha ta đã để lại. Đồng chí Trường Chinh không chỉ là nhà chính trị, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, là nhà lý luận kiên cường, hội tụ những phẩm chất toàn diện của một nhân cách văn hóa lớn, suốt đời phấn đấu vì lý tưởng cao đẹp của dân tộc và thời đại, mà còn là tấm gương sáng cho mỗi chúng ta noi theo. Ngày nay tại Hà Nội có một con đường mang tên Trường Chinh, đó là niềm tự hào không chỉ của người dân thủ đô mà của người dân cả nước nói chung.